Trời ơi, một sấp tiền luôn. Ơi, điều này ngon rồi, vô mánh rồi. Ê, lấy cái số tiền này ra mình đền hai cái micro bị hư. Còn dư một khúc á, rủ thằng Quy đi karaoke tay vịn. Trời ơi, chuyến này ca hát đã luôn, không có sợ ai phiền chửi bới gì hết. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Ơi. Trời ơi, chụp cũng kỳ kỳ quá bạn. Đâu, không chụp lại nè, chụp lại nè, chụp lại nè. Trời ơi, thấy kỳ ấy. Ông cứu rồi. Là anh em mình hát chay luôn. Tao bỏ bo cho mày hát à. Ok. Hey, yêu ơi anh đang quay về. Tắm luôn đi. Trời đất ơi. Dạ. Cái gì vậy? Hai thằng ôn dịch. Trời, ăn nhậu rồi còn phá làng phá xóm nữa. Hey. Trời đất ơi, còn micro của tao. Giờ sao? Rớt thôi mà có gì đâu, làm trời đất ơi. Chịu đời nổi không? Ủa sao nó giờ ba cái luôn? Cái lò của tao trong kia tự nhiên lôi ra đây làm chi vậy? Rồi hát sùm trời đất, ảnh hưởng đến làng đến xóm nữa. Rồi giờ hư vậy nữa. Migo nãy hai cái giờ thành bốn cái, ngon quá trời. Ôi ơi, bớt khùng rồi nha, tự điện thoại vô miệng tôi mà nội. Nè, bây giờ hư hết rồi nè, đền đi. Đền thôi mà. Trời ơi, Migo bạn nhiêu tiền, tôi đền cho. Hai cái micro, 1,5 triệu. Trời ơi. 900 ngàn tiền nhậu, 2,4 triệu. Trời ơi các bạn, 2,4 triệu đúng không? 2,4 triệu đúng không ạ? 2,4 triệu, thằng 2,2 triệu mày. Chuyện nhỏ. Nhậu rồi đó, nãy rủ đi nhậu đâu có đem tiền đâu. 2,2 triệu sao có tiền được không nội? Ồ, Quy ơi. Sáng tôi bỏ trong bóp tao là 2 triệu. Tại sao bây giờ chỉ còn có 270 vậy? Mà mày lấy tiền tao đúng không? Khùng quá ba ơi, tiền trong bóp của ba sao không lấy được không nội ơi? Chứ đâu tiền mất tiêu vậy? Trời sao mà hỏi kỳ á? Chị đẹp, không mấy giờ chị ghi nợ cho em được không? Rồi bữa sau em qua em trả đủ cho chị 2,4 triệu, chứ giờ em không có đủ tiền. Thôi được rồi đó, bước vô cửa quán tôi á là thấy cái bảng chưa, miễn thiếu. Bây giờ không có tiền đúng không? Đưa hai điện thoại đây, chừng nào có tiền quay lại lấy. Chị cái gì? Nhanh lên. Chị mày. Nhanh. Từ đại đi bà đi, mày muốn đi về nhà không? Tôi trốn vợ, tôi đi nhậu với mày đó. Giờ đưa tiền vợ nói chuyện vợ. Có tiền quay lại lấy. Nhớ đó. Có 2,4 triệu lấy hai điện thoại luôn trời. Cũng bậy không á. Vậy mới mốt nhậu tao nói kỹ kỹ ra. Chút nhậu rồi chia đôi nha. Trời trời, nhậu tao còn giấu tiền vợ tao đây nè. Giấu 200 ngàn đây nè. Tính hùng với mày luôn đó. Thôi ba ơi, thời buổi bây giờ mạnh anh ấy lo đi ba. Cái gì mà ba hoài vậy? Từ đây về sau nói kỹ xíu nha. Chia tay cuộc tình này luôn. Quy, nhậu nữa không Quy? Ê, trời ơi, một sấp tiền luôn. Ơi, điều này ngon rồi, vô mánh rồi. Ê, lấy cái số tiền này ra mình đền hai cái micro bị hư. Còn dư một khúc á, rủ thằng Quy đi karaoke tay vịn. Trời ơi, chuyến này ca hát đã luôn, không có sợ ai phiền chửi bới gì hết. Ngon quá. Làm gì anh? Hả? Đúng rồi. Sao anh thấy cái tủ đồ em không có sắp xếp quần áo gọn gàng gì hết vậy? Anh vô anh xếp giùm em á. Vậy hả? Tôi không có thấy anh xếp đồ hết mà. Thấy anh ăn cắp tiền của tôi. Anh có ăn cắp tiền gì đâu vợ? Không ăn cắp hả? Giờ chối. Tôi thấy rồi đèn chối hả? Đau, đừng quýnh nữa. Nè, cái gì đây? Cái đó là cái gì? Tiền em làm rớt cái gì kìa? Sao em không bỏ vô tủ mà tiền bạc sao mà tâm hơi tâm hắt vậy em? Bây giờ anh còn chối đúng không? Tại sao anh ăn cắp tiền của tôi hả? Nói! Tôi mà em... Cũng tại em biết anh thích ca hát. Anh có xin tiền em mua cái lo, mà em không cho anh tiền mua cái lo, nên anh với thằng Huy mới ra quán bà Tám anh hát. Hát là xui rủi làm sao lỡ rớt chúng hư cái micro của bả, giờ bả phải đền tiền cho bả kìa. Em cho anh mượn tiền này đi, anh ra anh chuột cái hai cái điện thoại của anh về cái là. Anh lúc nào cũng mượn tiền của em hết, nhưng mà mượn không bao giờ trả.
Rồi bây giờ em không cho anh mượn là anh ăn cắp tiền của em vậy á hả? Hả? Rồi ăn cắp tiền rồi đi chơi. Cái này đôi kê tay dịnh hả? Hả? Rồi phá làng phá xóm ha. Bữa nay nha, em quýnh cho anh hát lên tới quảng 8 luôn. Cho anh khỏi đi đâu để phá làng phá xóm. Thôi đừng em, đừng quýnh em, ơi đau quá em, ơi đau. Ơi đau, ơi đau, 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 đừng có quýnh em, ơi đau, đau, rồi ra, rồi ra. Khánh ơi, có bia nè Khánh. Trời ơi, ai, ai, canh chính xác vậy. Canh ngay bon luôn á. Để tao dọn đồ nhậu lên sẵn rồi mới tới ở ngoài ba. Nhậu đi, nhìn gì? Cái mặt sao dữ vậy ba? Mệt quá, mày còn hỏi nữa. Thì bữa tao mày nhậu quán bà Tám đó, làm hư cái micro của người ta, không có tiền đền. Tao phải lén về nhà, tao ăn cắp tiền của vợ tao. Xui sao lúc đó vợ tao phát hiện, đánh một trận tơi bời qua lá luôn. Trời trời, vợ mình ít có ác ha. Trời ơi, mà tao nói mày nghe nè, mình là đàn ông mà, mình là trụ cột gia đình, mình phải dùng lên chứ, mình sợ gì? Trụ cột gì? Mày không nghe ông bà hồi xưa tao nói hả? Phận con gái là 12 bến nước. Nhưng mà thời buổi bây giờ đảo ngược lại rồi. Phận con trai mình mới là 12 bến nước nè. Trong nhờ đục chịu, tao xui cặp ngay cái bến hơi đục đục một xíu. Thôi ráng chứ sao vậy? Ôi trời. Thôi bây giờ nè, có bia rồi vô một cái lấy lại can đảm. Làm một cuộc khởi nghĩa, lấy lại quyền tự do ăn nhậu của mình. Vô. Nhưng mà tao nói mày nghe nha, mai mốt á có nhậu qua nhà tao nhậu đi. Chứ nhậu quán xá đổ bể hư đền mệt lắm. Ừ đúng rồi, không quan trọng đâu, nhậu đâu cũng được. Quan trọng là anh em mình tạo cuộc vui cho nhau là được rồi, hiểu không? Okay. Vô. Trời nha, nay chơi xả láng nha. Thấy luôn chứ. Đêm nay trên phố mưa rơi nhiều, hạt mưa rơi đất quanh lòng tôi. Làm sao cho mưa rơi để em thôi chơi vơi. Yo, quý ơi, đã quý ơi. Cái gì vậy, quýnh đầu tao không nổi? Ai lỡ chồng? Từ đâu à? Mưa về. Từ đâu quý, từ đâu? Từ đây nè. Hai ông có thôi đi không hả? Hàng xóm người ta mắng gió mưa sùm kìa. Cái gì mà hát hò sùm vậy trời? Nè chị Thư, chị coi chị nói là chồng chị đi cái gì đâu mà ngày nào cũng rủ bạn bè về nhậu nhẹt rồi hát hò sùm như vậy. Gõ nồi gõ son nghỉ chổng kìa. Trời đất ơi, không có để cho hàng xóm ai nghỉ ngơi hết á. Coi mà chị nói là nha, chứ không tình trạng này hoài á là tôi báo cáo lên phường đó. À, chị biết rồi, chị xin lỗi em nhiều nha. Thông cảm giùm chị, để chị vô chị nói ảnh lại ha. Thôi từ từ nha, từ từ có thằng hội cái hả, cỡ lộn. Từ từ. Anh nghe này vợ. 5 phút nữa có mặt ở nhà. Ok. Ui, cứu tao, đừng có về. Thôi, thôi về trước nha. À, bảo trọng. À, anh về nha, anh về ạ. Quỳ ơi, quỳ. Dạ, em đừng có động thủ nha. Anh buồn quá, anh rủ con Quy qua nhậu thôi. Thôi giờ để anh giọt, anh dẹp dọn này cho. Phá làng phá xóm. Đừng giờ ơi, đừng giờ. Vậy đó còn hỏi người ta chịu nổi không? Hả? Nhưng tay anh về. Giờ sao? Nhậu nhẹt hả? Hả? Gõ bo đúng không? Ê vợ. Mưa nè, từ đâu mưa về nè. Hạt mưa nè, hạt. Đừng, em ơi, đừng vợ ơi. Chồng với con hả? Tối ngày phá làng phá xóm không à. Bữa nay tôi chồng tới công chuyện tôi luôn.